OK, anh xin chào, à. <laughs> anh xin chào các bạn à, hai, anh năm nha. Hôm nay anh sẽ tổng ôn phần mạo à, từ nha, mấy em. Nên anh sẽ tập tổng ôn phần mạo từ nha. À, cái phần này bởi vì anh thấy cái phần này là nhiều bạn à, đang bị hết uh, à bị bị mơ hồ, bị rối rối, vô đề là chỉ biết uh, làm theo cảm tính thôi. <laughs> Nên anh sẽ uh, vá lỗ hỏng kiến thức cho mấy em nhé. Ok, rồi ráng lên nào <laughs> okay. Chào em 43 tuổi, không đổ quá hả Ok, chào các, các em Hôm nay Chú sẽ Chữa phần mặt từ nhé Rồi, có số 1, chọn cho chú đi Số 1 chọn cái gì đây Số 1 Số 1 ở đây để nè ở đây có light hay là tính từ đúng không thì anh nhớ là cấu trúc đợ cộng tính từ là chỉ một cái lớp người á chỉ một lớp người nhớ nha, nha. đà của tính từ chỉ một cái lớp người ví dụ như là the poor the rich the old gì đó mấy em như là the poor the poor nè the poor the rich gì đó đờ cộng tính từ chỉ một cái lớp người nha này là đờ rồi phía sau để nè ở đây để có sẽ để có mình đều hại không can see anything thường mấy em nhớ là có đờ cộng danh từ cộng uh, mình đều hại đúng không thường mấy em sẽ nhớ như vậy đúng không có mình đều hại đằng sau á danh từ thì mình sẽ dùng đờ à cái này thì nó cũng đúng thiệt nhưng mà cũng tùy trường hợp nha mấy em cũng tùy trường hợp cũng tùy trường hợp nha cũng tùy trường hợp bởi vì uh, sẽ có những trường hợp nó không theo theo quy tắc này à, mấy em coi kỹ nha uh, kiểu như là tùy trường hợp thôi nha kiểu như là ở đây people ở đây là mình xác định chưa xác định rồi đúng không we can see anything người mà không thể thấy được bất kỳ thứ gì là people đã xác định rồi con này là câu b nha đợi đợi luôn mấy em này câu b là người mù là những người mà không thể thấy được bất kỳ thứ gì kiểu như là người này là người nào là người mà không thể thấy được bất kỳ thứ gì Câu số 2 giống câu số 1 á, DEF là tính từ. đờ gồm tính từ, chỉ lớp người luôn. Rồi, này cũng có mình độ hệ của B nha, đờ đờ. Đờ đờ nha mấy em, đờ đờ nha. sao sau cũng mình độ hệ nè, vi bồi xác định rồi. Câu số 3, ở đây mấy em nhớ là có tên riêng của sông biển đại dương, núi hồ sa mạc là mình sẽ dùng mạo tử đờ nha. Tên riêng của uh, núi hồ sa mạc sông biển gì đó. Rồi mình sẽ dùng the, the home river à, uh, Quê hương của tôi Là bên bờ sông Hồng Rồi tiếp luôn nha À tiếp luôn nè Câu số 4 là về uh, à, Cái này về mẫu từ hết Đâu rồi đâu rồi ừ, Chọn đáp án thôi nó tiêu hết rồi Đây của mình đều hệ Dad had wanted to first birthday Của mình đều hệ là bicycle này xác định đúng không biết chiếc xe đạp là kiểu ai rồi chiếc xe đạp này là ai muốn chiếc xe đạp này là ai tặng nè đằng sau gì hết nè là đờ mấy em Đê đây nha đờ là bố của tùng mua cho anh ấy một cái chiếc xe đạp mua nấy mua cho anh ấy chiếc xe đạp mà anh ấy đã muốn cho sinh nhật của anh ấy á như là có mà đậu hài nè rồi anh biết bicycle này đang nói về cái gì à Đấy là chiếc, xe đạp mà anh ấy muốn cho sinh nhật câu số 5 <laughs> câu số 5 ở đây là buổi trong ngày buổi trong ngày thì mấy em nhớ là dụng in cộng đờ còn buổi trong ngày nhé Nghe là câu C Ví dụ in the morning, in the, in the, afternoon, in the evening Thì câu này là câu C In the morning, buổi sáng Câu số 6 là về cái gì đây uh, Space là danh từ khó được Đây mình dùng cầm cố định với mấy em Nhớ là trong vũ trụ Dùng câu A In space là trong vũ trụ In space Trong vũ trụ Thì có hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ In space Câu số 7 ở đây có tính từ sở hữu không dùng mạo từ nha His car Câu a, Câu số 8 Ở đây là Ăn bữa ăn trong ngày Thì em nhớ nè Have breakfast Have lunch Have dinner Câu B Have dinner nha Ăn bữa ăn trong ngày Chúng tôi ăn tỏi Ở trong nhà hàng Rồi à, tiếp nha Câu số 9 Ở à, câu số 9 Thì nó hơi khác Câu số 8 một tí Thì ở đây Meal là bữa ăn Thì ăn một bữa ăn Trong nhà hàng Cái này khác nha Cái này thì mình dùng Ở Câu D nha Cái này là dùng Ở cái meal Chúng tôi ăn một bữa ăn trong nhà hàng Còn khi nào mà ăn bữa ăn của hải nha Have breakfast Have lunch Have dinner Nó là rỗng Là ăn một bữa ăn Trong nhà hàng là dùng cụ đây nha à, à Câu số 10 words computer invented ờ computer Đây là danh từ Sổ uh, ít đúng không Hiểu em nhớ cho anh mình Có một cái uh, Trường hợp cần lưu ý là Mình sẽ dùng màu từ đờ Khi mà uh, Cả người nói Về nghe Đều biết về cái danh từ đó Nhớ nha như là mình dùng uh, một từ đờ cho uh, cái uh, danh từ mà người nói vừa nghe đều đều biết rõ về nó đó. c. When words the computer invented khi nào máy tính được phát minh. như là người nói vừa nghe đều em biết là nói về cái máy tính đó khi nào máy tính được phát minh. câu số 1 em nhớ cho anh là play cộng đờ cộng tên nhạc cụ nhé. play cộng uh, đờ cộng tay nhạc cụ, play cộng đờ cộng tay nhạc cụ thì câu này là câu c, c nha con gái to chơi piano rất là tốt, tay đỡ piano. có thể là play gì em đang viết luôn nha nhớ, play đỡ. guitar, play đỡ và ở lình. nhưng vợ liền cũng vậy, gì đó, play đỡ piano. câu số 12 là, rồi. Câu 12 em chọn 12 13 14 ai là 12 13 14 không 10 13 13 có biết không ta Câu 12 flowers là danh từ số nhiều em nhớ cho anh danh từ số nhiều là sẽ có hai trường hợp nếu mà mình nói chung chung là rỗng còn xác định rồi dùng đờ thì ở đây uh, flowers này là xác định chưa hoa này là đang nói có có mình có biết là hoa này hoa ở đâu em ở trong nhà mình hay là ở trong nhà hàng xóm hay là ở trong uh, vườn không đâu đâu có nói đúng không này chung chung thôi nha cô bé em rộng nha là Mary hít hoa thôi khi nào hoa trong vườn hoa trong nhà hoa ở bụi cây gì đó rồi tiếp luôn nha câu số 13 câu số 13 ở đây là em nhớ dành mấy cái danh từ như là school school prison Judge school reason Judge Hospital Nếu mà uh, Đi tới mục đích chính đó em Mục đích chính Là mình uh, Không dùng mẫu từ nha Không dùng mẫu từ Nếu mà đi tới mấy cái nơi này này á Mục đích chính là không dùng mẫu từ Còn nếu mà Đi với mục đích phụ Là dùng the Nhớ nha Mấy cái danh từ này nè Oh no Nếu mà đi mấy chỗ này á School, prison, church, hospital. Nếu mà đi tới những nơi này này chính là không dùng mẫu từ. Còn với phụ là đờ. Mỗi chính kia như là sao em là đi tới trường để học, đi đến nhà tù để ở tù, đi đến nhà thờ để cầu nguyện để đến bệnh viện khám bệnh là bữa chính. Còn với phụ là gì? Nếu như giờ đi đến trường học là đi quýt uh, lộn hay là đi uh, uh, <laughs> đi làm gì đó gặp uh, gặp uh, cô lao công đó, đi đến nhà tù để uh, thăm Chris đó, đi đến này làm gì đó đó thì cái này là đi đến nhà tù có ở tù không không mấy em em đi đến nhà tù để gặp anh trai là bến phụ ok nha đó à, went to the prison to meet her brother gia một đứa phụ khi nào đi đến nhà tù ở tù á thì là mới dùng rỗng nha no article ok. nhớ nha bến phụ và đó câu số 14 bốn capital đây mấy em có xác định chưa mấy em thủ đô này mấy em biết thủ đô của nước nào chưa gì đâu cái này bình thường hả đô capital <laughs> đô. đô này là hủ đô uh, của nước nhật việt nam hay là tây ban nha à có rồi em hủ đô nước anh là xác định rồi câu c nha the the capital of england thì câu này là câu uh, c chúng đô là hủ đô nước anh câu số 15 lăm pen có một cái gì đấy hay đẹp là câu đầu em nhớ cho anh mình sẽ dùng mọi tự ở anh trước gian tự khi nó mang ý nghĩa là một cái đây là bên có một cơn đau đầu nha. Này D À. Em à. bắt đầu bằng phụ âm rồi. Này cô D. Ủa mấy bạn à, coi à, à, anh à, trên mạng có biết anh học ngành nào không ta? Mấy có em có tò mò không ta? Anh xưa cũng sơ sơ à. Ôi lao này của d em. À, Terrible Headed nha. Đó đầu rất là dữ dội câu 16 ở đây tôi muốn học là mình không dùng mẫu từ mấy em tôi đâu học không dùng mẫu từ thì câu này là câu A nha study English and maths tôi ông học là không dùng mẫu từ câu A học tiếng Anh và toán câu 17 vậy ta đây dùng cái gì đây ở đây mấy em thấy có mình đậu hạ à, là là mình đậu hạ tiếp là mình biết người ông này chưa mấy em biết người ông này đang, đang, làm gì đang ở đâu không biết nè người đang chờ xe buýt là mình biết được là người ông này là ở đâu rồi đây làm gì thì con này là câu c nha đờ the. the man <laughs> c bạn em biết người đàn ông người đang chờ xe buýt ở đó hay không câu số 18 câu số 18 rồi rất hay vết luôn câu số mười tám cúp ở một cái cốc cốc thì mấy em nhớ là dùng a, a cup of something mấy em một cái cốc á một cái ly nhớ nha dùng a, a cup of something một cái ly một cái cốc Rồi à, để nè coffee cream sugar là danh từ khóm không được danh từ khóm không được nếu mình nói chung chung là rỗng nha còn xác định cụ thể thì dùng đờ đây đây coffee cream sugar nói chung chung mấy em rỗng à, à câu à, đây a cup of coffee with cream and sugar là làm ơn cho tôi một cốc cà phê với kem và đường câu số 19 ở đây à, từ từ nha coi cái vế sau trước mấy em on table hay là on, on, on gì đây những cuốn sách mà nằm ở trên bàn là cho lớp học lịch sử của tôi ở đây từ từ coi vế sau trước nè table này mấy em xác định chưa mấy em table này xác định chưa là biết cái bàn chưa biết rồi nha tự như là người nói và người nghe đều biết là đang nói cái bàn nào á là vế sau đờ kiểu như biết cái bàn nào rồi mấy em thì ở đây big books này xác định chưa rồi là những cuốn sách lớn này nằm ở đâu là nằm trên bàn đúng không xác định luôn rồi nhé anh cũng xem này kia nó có mình đậu hạn sao à? nên đây là dùng đợt còn cái vế sau là mình biết đang nói về cái bàn nào rồi cốt xe những cuốn sách lớn mà nằm trên bàn nằm trên cái bàn đó, đó. là trở lớp hợp lịch sử của tôi rồi câu số 20 tính từ sổ thì rỗng nha câu A my car đây. câu A rồi câu số 21 mình sẽ dùng mạo từ ở à, à, cho danh từ chỉ nghề nghiệp nha mấy em để bắt đầu bằng nguyên âm electrician của B an electrician bố Caro làm việc như là một thợ điện works as an electrician câu số 22 22 uh, mình đều có hệ tiếp nữa hả Chair ghế này biết là cái ghế ai ngồi chưa cái ghế đâu này, ghế ghế bạn ngồi ghế bạn đang ngồi là biết cái ghế nào rồi xác định rồi của C là chair câu số 23 mấy em nhớ danh mấy em nhớ là tên quốc gia mà xuống nhiều À, có mấy chữ như state Kingdom Union thì mình sẽ dùng đầu nhé để United States nước Mỹ Hoa Kỳ có 24 mươi em nhớ là bay cộng với tên phương tiện nhé bay cộng tên phương tiện như là bay bay car bay uh, train gì đó nhớ nha thì cái này là rộng em công an nha là rộng thôi Ủa, hôm nay anh không lai đề mấy em có buồn không? Có buồn không? Với <laughs> Hôm nay anh cũng hơi bớt với em Này em quá Hơi hơi nhức đầu Rồi à, lại cái này cho mấy em ôn chỉ hết nhé Mai lai đề Câu 25 Ở đây Scotland Ờ mấy em nhớ nè Tên quốc gia Tên quốc gia thì thường mình sẽ không dùng mẫu từ nha Ví dụ In Vietnam In Japan In Scotland In China. Tại right, thì ở đây là gì <laughs> <Ở> đây? <laughs> thì gia không dùng từ với sao rỗng mà. Nhưng mà mình xin một từ đời trước những quốc gia số nhiều, trước quốc gia mà ở số nhiều mấy em như là the Netherlands, the Philippines. À, ở đây people là biết con mấy người này là sống ở đâu không mấy em? Là sống ở Scotland là xác định rồi nha. À, đời cái rỗng mà, đời rỗng câu C. C. buồn lắm à <cười> <cười> Này cô nha, những người sống ở Scotland được gọi là Scots Câu số 26 ngôi nhà này rất là tuyệt vời Em thích phần này luôn hả? Phần này là <laughs> Anh nghĩ là trong những phần ngữ pháp để minh họa hôm nay á, Phần này là cái phần mà rối nhất luôn cho các bạn 2 năm Chắc su kèo luôn á, chắc phần này là phần rối nhất luôn á đây là vậy kiểu nó mơ hồ dễ sai mấy em. Câu 26. 26 chọn cái gì đây? 26, ngôi nhà này rất là đẹp, nó có một khu vườn hay không? Nó có một khu vườn hay không? Đây để cập lần đầu mấy em, câu uh, đây nha. A garden. Cái này là mình vẫn chưa biết là có khu vườn nào hay không nha, kiểu như đang hỏi là has he got a garden? có một khu vườn hay không? Hoặc là mình vẫn chưa biết là có khu vườn hay không nha, chưa xác định mấy em, đang hỏi là Has he got a garden? Rồi tiếp nha gì vậy? Bạn vô <laughs> Sao vật lý là sao? Câu số vậy. Đi dịnh à, Ở đây với đầu mình dùng gì? Không có một cái sân bay nào gần nơi tôi sống Không có một cái sân bay nào gần nơi tôi sống đúng không? Ở đây mình sẽ dùng mở từ ở Trước danh tử khi nó mới nghĩa là một Kiểu như là không có một cái sân bay nào gần nơi tôi sống đúng không? Một cái sân bay nào là dùng với đầu âm ảnh à Bắt đầu nguyên âm Phía sau sẽ có so nhất Em nhớ là mình sẽ dùng màu từ đờ Trước so nhất nha Nearest nên là ảnh với đờ Cô đê Ảnh với đờ nha em đê Không có một cái sân bay nào gần nơi tôi sống sẽ sân bay gần nhất là 70 dặm Rồi ừ, câu 28 thì you have Rồi ừ, cái này là đi you have gì em Để cập bằng đầu nha thì you have a nice holiday Bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời không Yes Ai xóa nhất tiếp Đờ Đây là ở với đờ Câu Này là câu A bạn có một kỷ tuyệt vời không? Yes, nó kỷ tuyệt vời nhất mà tôi đã từng có Câu 29, bữa có bạn hỏi anh cái này trên Youtube Ồ, oh, à? à đúng rồi Mấy bạn lộn cái này với môi hao Thì mới nhớ là hồi oh, hồi nãy mới viết công thức đúng không ta? À, anh có viết công thức ra rồi nha mấy em Play cộng đờ cộng tên nhạc cụ nha Play cộng đờ cộng tên nhạc cụ Đây là câu uh... C play the piano câu 30 USB drive này xác định chưa mấy em ổ USB có biết là của ai hay là ai cho mượn hay là ai mua không biết đây nè I lent you last week ở đây kiểu như nó có lược bỏ đại tự quan hệ á thực chất là, là gì mấy em USB drive which I lent you last week à xác định rồi nha đây câu C đờ ổ USB mà tôi cho bạn mượn từng rồi câu 31 tôi đi tới trường bằng xe buýt bởi vì xe đạp của tôi bị hư đây hey, đi học tới trường này là đang nói là mục đích chính nha Nếu không nói hết là mình hiểu Nếu mà không nói gì hết đó Là mình hiểu là mục đích chính rõ à, Rỗng à Phía sau rỗng luôn à, à, Còn này câu A chứ Went school my birds Đây à, câu A Câu số uh, 32 Rồi bình Mình nhiệt tình lắm em Nhiệt tình nhiệt tình lên You have to be enthusiastic So that I can have more energy To help you ờ à, ở đây cái gì dù cái gì đây Ôi ừ, hai Hour Nó tốn tôi một tiếng để hoàn thành công việc của tôi Tốn tôi một tiếng đúng không Thì em nhớ cho anh mình sử dụng vào từ earn nhiên anh tự Khi nó mới nghĩa là một nha Chỉ như một tiếng thôi Only one hour Một tiếng Một tiếng thì ở đây là chữ à, H này âm câm em Hour nhớ là H này âm câm nha Cái H này là âm câm Hour thì đây nó bắt đầu bằng nguyên âm á để bắt đầu bằng à, nguyên âm đây này à, ở đây thì nó xuất cái gì luôn nè nguyên âm a ấy. use a not ở before hour thì đây là an hour nhé câu b nó tốn tôi một tiếng để hoàn thành công việc câu 33 cô ấy đã từng có con chó con mèo nhưng con chó đã chết à, hai chỗ này được cặp lần đầu ở à, phía à. sau để phía sau là được cặp trước đó rồi là đờ là câu à, c ở à, ở à, à, con chó này thì cập lần trước rồi nhé còn hai chỗ này được gặp lần đầu Hỏi à, tiếp luôn em, câu 34 Hai 34 Hai tư dùng cái uh, gì đây à, uh, à, uh, Đây là cấu trúc đờ của tính từ nữa Đây Unemployed là thất nghiệp á Này đờ Đi Unemployed nha uh. Người thất nghiệp em uh. Nên giống với the poor, the rich uh. Người giàu, người nghèo Nên đi Unemployed Người thất nghiệp 35 nhớ cộng All over the world I wanna travel all over the world câu C 36 cấu trúc đ cộng tính từ là deaf à. người bị là không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì này câu C câu số 37 ở đây là tên môn học đây là câu A nha rỗng em study maths tôi hết học toán nhất ở đây bạn nào có hết học toán không ở đây có bạn nào sợ toán không à, có bạn để ta lại. cái gì toán chắc mê toán lắm ha sơn cũng mê toán lắm em xưa mê toán lắm đam mê anh cũng mê hóa nữa cũng mê vật lý nữa câu 38 football là mối hao rộng nha people all over the world like football thì là câu A ghét nhất hả câu số 39 Chi si, trà được sản xuất ở Hải Nguyên. Ở đây em coi trà này xuất hiện chưa? Ở Trà. Trà này xác định chưa mấy em? Ở đây có thể nhiều bạn dịch là trà được sản xuất ở Hải Nguyên là biết trà Hải Nguyên rồi nên dùng đờ đúng không? Từ 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 từ, từ 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 từ. Khi nào mới là dùng đờ được? Từ từ. em coi cái chủ ngữ thôi nha. Coi cái chủ ngữ ở đây thôi. Chi si, trà này à, từ từ nha. Trà này là danh từ khóm được. Nó sẽ có hai trường hợp. Một là rỗng, hai là đờ. Trà được sản xuất ở Hải Nguyên mình coi chủ ngữ thôi nha là trà không em từ từ mình coi chủ ngữ thôi trà khi nào là in thái nguyên á nó đặt ở kế chữ đây nè khi nào cái in thái nguyên á nó đặt kế chữ thi á tí in thái nguyên thì mình còn có thể dùng như vậy là the tea in thái nguyên is amazing trà thái nguyên rất là tuyệt vời đó khi nào mà đặt cái giới từ cầm giới từ ngay kế luôn á ngay kế luôn mấy em kế chủ ngữ luôn là chi in thái nguyên thì đó còn dùng đời nha ví dụ là the tea in thái nguyên is amazing à có khi này trà đây đây đang nó đặt nó một mình à? đang nói chung chung nha rỗng em ô a is produced in sáng nguyện ủa anh đam mê nhiều thứ không tại vì hồi lớp chín là anh học học sinh giỏi hóa hồi đó là hồi lớp chín anh học học sinh giỏi hóa với em nhưng mà anh hỏi anh là khuyên anh là nên đầu tư tiếng anh nhiều vô nên anh uh, tạo ngưng uh, con đường uh, sợ nghèo khóa để đầu tư với tiếng anh chứ hồi xưa anh cũng mời hóa lắm phải xưa đi học sợ giáo hóa nó chính luôn ạ nên này có ai nha câu bốn mươi à kiểu như là anh họ anh học ngoại thương á nói anh là nên đầu tư tiếng anh nhiều vô sau này nó ứng dụng rất là nhiều nên anh cũng ngưỡng mộ anh họ anh nên anh cũng nghe theo cái đầu tư tiếng anh thôi À, anh nói vậy thôi chứ bạn nào sắp thi hóa thì cứ thi đi nha à, cứ ráng học đi <laughs> rồi à, thứ này là thứ trong tuần thì là rỗng em on Sunday nha câu A on Sunday on Sunday anh được mấy điểm lý hả điểm lý anh là tốt 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 cả nước á <laughs> câu 41 I often have ở à đây ăn bữa ăn trong ngày là have breakfast, have lunch, have dinner. À cái <laughs> okay, rỗng luôn em, rỗng hết nha. Have breakfast, have lunch. Rồi tiếp nha, câu 42 ở đây là she gave me apple. Cô ấy cho tôi một quả táo nha. Một quả táo. Cô ấy cho tôi một quả táo là mình sẽ dùng ở trước nhiên tự khi nó mang nghĩa là một ở đây là anh apple thôi rồi ở đây có từ chỉ số lượng là rộng em two apples nha cái này là cái nào ta câu c anh apple với two apples thì câu này là câu c anh apple two apples cố nè cố lên mấy em là phải giỏi anh chứ anh chỉ là một người bình thường anh uh, một người bình thường thôi rồi nhớ câu 43 ba uh, mình sẽ dùng đờ cộng tên riêng của số nhiều nha là chỉ uh, gia đình mấy em đờ cộng uh, tên riêng có số nhiều á tối lên hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình đờ cộng tên riêng số nhiều là chỉ uh, gia đình đây là uh, đờ Smith nha em gia đình ông Smith gia đình đi bình Hạ long vào mùa hè kế nghe câu xe The Smith đờ cộng tên riêng số nhiều câu số 44 mươi bốn ở đây mình dùng cảm là a piece of something nha Một cái miếng gì đó A piece of land là một miếng đất hả mấy em Đây là câu D A piece of land Nếu tôi uh, hắn số số Đầu tiên tôi sẽ mua miếng đất ở trong nước Đây là câu D À ở trong vùng nông thôn nha In the country Nên là câu D nha A piece of land Câu 45 Lý hả đáng sợ Câu 25 Newspaper Đây là lần đầu magazine thì cập bằng đầu luôn nhưng à, à, rồi với sau newspaper với magazine thì cập bằng trước rồi thì với sau đề cập rồi à với trước đề cập rồi thì đã dùng đờ đờ với sau nha thì câu uh, này là ở à, đờ đời là câu a à, à, sáng nay tôi mua một tờ báo và một cái tạp chí tờ báo ở đâu đó thì tôi không biết nơi tôi để cái tạp chí rồi tiếp nha câu 46 vật lý thì anh nhớ hồi xưa là có học gì ta Giao động điều hòa sóng cơ dòng điện xây chiều cái gì đó đó Hồi đó anh nhớ không nhớ bài thì lên youtube bắn bấm, bấm ráp vật lý gì đó dao động cơ học nó có ráp ráp kiến thức ngộ lắm câu số 26 ở đây là Daniel là gì em con sông dài nhất của nước áo con sông dài nhất nước áo là mấy em biết cái này là tên của con sông đúng không thì tên riêng của con sông là mình sẽ dùng mạo từ đờ nhé nhớ là tên riêng của sông biển đại dương tên riêng của sông biển đại dương là dùng mạo từ đờ này của c the danube là con sông dài nhất của nước áo câu bốn bảy bốn bảy ở đây là dùng cái gì à, tên riêng à, không phải cái này tên quốc gia có state kingdom là đờ rồi phía sau cô ấy là một cô gái người mỹ là mình sẽ dùng mạo tự ở gần trước anh tự khi nó mang nghĩa là một cứ như là một cô gái người mỹ không em một cô gái người mỹ thôi này nguyên âm nữa là ảnh hay là câu b Mera đến từ nước Mỹ, cô ấy là một cô gái người Mỹ. thì câu này là câu B, she's an American girl. Câu 48 ở đây là vật à, thể nhất là dùng đờ hết nhé em, moon earth như The moon the earth the sun này cô cô cô, cô đê nha. vật thể nhất là dùng đờ. câu 49 tôi mua chiếc xe tuần rồi, chiếc xe ở đó ở đó. Ở đây là đề cập lần đầu ở nè, phía sau thì car được cập lần trước rồi, là đờ là ở với đờ là câu B nha. ở à, dưới đờ Rồi tiếp nha. I bought a car last week. The car is over there. 50 ở đây mình dùng cái gì? Feel thì mình có thể là a few hoặc là few hôm em. Feel là a few hoặc là few. À, với sau lot of. Lot of thì đây là a lot of nha. A lot of. Thì ở đây mình có thể chọn câu D thôi mấy em. A lot of chứ a few. Tôi cần một vài quả táo nhưng rất nhiều đường. À, tiếp nha Câu số 51 Đây là đề thực chiến hả à? Đề thực chiến là sao ta Anh không biết là tại sao gọi là đề thực chiến nha à? Đề thực chiến là sao em Thực chiến phòng thi Đề thực chiến Thực chiến là nó, nó nó giống đề thiệt à Hay là sao Để anh biết làm sao anh gọi cái tên cho hợp lý Câu 51 Lâu rồi mới thấy về tờ hương uh, There are two cars parked outside có hai chiếc xe đậu bên ngoài, chiếc màu xanh và chiếc màu xám. Chiếc màu xanh và chiếc màu xám. À, chiếc màu xanh và chiếc màu xám, từ từ nha, từ từ, từ từ. Ở đây coi uh, xác định chưa? Từ từ, có hai chiếc xe đậu bên ngoài thì ở đây mấy em chỉ uh, có hai chiếc xe đậu bên ngoài là mới nó có hai chiếc xe thôi nha. Lúc này vẫn chưa biết là màu gì màu gì nhé mấy em. Thì ở đây hai chỗ trống đầu được cặp lần đầu nhé A blue one and a gray one. là đây cặp lần đầu hai chiếc xe là ở đây trang có đang nói chung chung nha, mình chưa biết chiếc màu gì hết. Đây mới đề cập lần đầu nè. A blue one and a gray one là loại được câu C nè. Loại được câu C. Rồi từ từ nha. A blue one chiếc màu xanh. Rồi cái này thì đề cập trước đó rồi nha. Đây là the. là loại được câu ôi còn là câu B đúng không? À câu B không em. Câu B. Tôi không biết là người sở hữu chiếc màu xám. Ở đây với sau gray one thì đề cập lần trước rồi. Owner là người sở hữu là mình biết người sở hữu cái gì? người sở hữu 16 đúng không? Đã xác định rồi. Đây là dùng đầu luôn. Thì câu này là câu B. Câu số 52. Bạn bè tôi sống trong một ngôi nhà cũ trong một ngôi làng nhỏ. Ở đây đây này cặp lần đầu mấy em. Đây là ẩn nguyên âm này. Ảnh với ờ. Đây gặp lần đầu. Ẩn với ờ. Sống trong một ngôi nhà cũ trong một ngôi làng nhỏ. Có một khu vườn xinh đẹp đằng sau ngôi nhà. ID house thì là đề, đề cập rồi nè, là đờ ở đây nè. Đờ ở đây, Ôi, có một khu vực xinh đẹp mới đề cập lần đầu mấy em. Ờ à, luôn nha. Đề cập lần đầu, một khu vực xinh đẹp. Thì cái này sẽ là anh à anh an à à da. Nghe ta. An à à. Ồ cô B đúng không ta? anh à à da. Như hợp lý đó. qua chính xác. Cô B em, cô B tôi muốn có một khu vườn như thế tự nhiên bạn có thể mắc tại sao đây một khu vườn đờ nhưng mà em để nè ở đây với trước ghi là có một khu vườn xinh đẹp đằng sau ngôi nhà là đây là khu vườn xinh đẹp trong ngôi nhà này đúng không rồi còn cái ai đây là sao tôi muốn một khu vườn giống như vậy một khu vườn giống như vậy là một khu vườn thứ hai khu vườn khác khu vườn đẹp ở đằng trên em tôi muốn một khu vườn giống như vậy là giống khu vườn xinh đẹp á đây là một khu vườn tác giả muốn có còn cái khu vườn xinh đẹp là nhà của ai không biết đúng không nhà của ai mày biết đâu nhà của bạn à đúng không cái khu vườn xinh đẹp là nhà của bạn là tác giả muốn có một khu vườn cũng như vậy à. thực chiến là giải lần đầu rồi like hay quá mình không hiểu câu số 53 mươi ba nearest son nhất đời nhá ở đây với sao gì đây n district n là cuối em cuối gì ở đây biết là cuối con đường hay là cuối chân trời hay là cuối uh, cuối 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 uh, cuối cái bàn hay gì đó nó biết rồi đúng không End of district đã xác định rồi nên là câu c đợi nhá biết cuối cái gì rồi đó là the, nearest shop ở the end of district câu c rồi tiếp luôn nha câu số mươi 54 breakfast rồi nhớ cộng là for breakfast xem em câu a for breakfast bạn gì buổi sáng và sáng nay đây là câu a câu số 55 rồi từ quốc gia thường thường không dùng mạo từ rỗng với sau tên riêng của sông biển đại dương núi hồ sa mạc và dùng đờ thì có này là rỗng với đờ nha câu b chuyến đi của chúng tôi tới uh, tây ban nha chúng tôi băng qua đại tây dương the atlantic ocean 56 play cộng đờ có thể là cụ đây là play the yeah, và play the guitar ok câu 57 nông dân này biết nông dân làm ở đâu không em nông dân làm ở nhà tôi hay là nông dân làm ở nhà người ta hay là làm gì đó này có một đại hệ với sau nè who are working hard on the land là những người làm việc chăm chỉ lên trên khu vực ở trên cái vùng đất của họ là biết farmer này nói về ai đúng không xác định rồi ok the farmers 58 tám uh, môi hao rộng với em play basketball với play baseball Câu đề. Rộng rộng Câu 59 Lớp học khoa học chính trị thì có một chuyến đi đúng không? Take a trip nha Có một chuyến đi Đây là đề cao lần đầu em Take a trip Rồi France thì là tên quốc gia rỗng nè Ờ à, dưới rỗng Rồi mấy em nhớ là cái spring á Đối với mùa thì có thể là Mùa thì có thể sao em Mình có thể dùng uh, rộng rỗng hoặc là dùng đời nha thì em nhớ là mình có thể dùng in spring hoặc là in the spring in spring hoặc là in the spring nha in the à, rỗng rỗng ok à, rỗng rỗng nha a trip to france in spring 60 viết cái mọc này là mọc cái gì chưa cái sự mọc của cái gì mọc của mặt trời đúng không mặt trời mọc để xin rồi mấy em ok xe nha the sun rising Cô ấy muốn tận hưởng cái uh, mặt trời mọc thì câu này là câu uh, xem the Sun rising sau mốt cô ấy là một người rất trung thật ở đây là một người trung thật thôi dùng ờn trước nhân tử khi nó mang ý nghĩa là một honest chỉ hát này em câm á em o em hát này em câm nha là cô b anh quá lòng nghe em ở đây là một người rất là trung thật thì câu này là cô b câu số 62 khi nào bạn hy vọng học đại học này bữa đứa chính là rỗng rồi câu a Where do you hope to go to university? Câu 63 One eyed man Anh ấy là người đàn ông một mắt Một người đàn ông một mắt á Anh ấy là một người đàn một mắt Thì one Để cho anh chú one nha One One more night. One Thì đây là phụ âm phiên âm Mấy Em để cái phiên âm của nó nè Hay là chữ W đúng không? One, one Hay chữ W Thì bắt đầu một phụ âm thì đây là dùng ờ à, nhé ờ giúp em à, uh, câu này là câu d a uh, one eye man đó là một người không một mắt câu d câu 63 useful useful là chữ yêu em chữ useful đó đây nè useful useful for oh, what đây cái như cái âm này âm uh, gọi là âm j à useful you 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 thì đó là nguyên uh, phụ âm chứ phụ âm thì câu này là câu cụ là câu đêm A uh, useful method Có một cái pháp hiệu quả Trong việc học tiếng Anh Anh tra từ ở web hay thế Là sao Bình thường à 65 Uncle Cái này bắt đầu bằng nguyên âm nè anh anh uncle, âm ơ á Anh uncle Tôi có một người chú I've got an uncle 66 Rồi đây là để nha Hospital Viện Nhà anh có nói mấy cái danh từ mà như là hospital, school, church, prison Nếu mà đi tới những cái nơi đó đó mà mục đích chính là rỗng Còn mục đích phụ là dùng đờ mấy em Chính là rỗng mỗi phụ dùng đờ Thì đây là có phải tới bệnh viện để bị chữa bệnh không? Nếu mà tới bệnh viện mục đích chính đó, là chữa bệnh là rỗng Nhưng mà đây là đi tới để định công mấy em Strike, định công biểu tình gì đó Thì mục đích phụ nha, câu C The hospital có cuộc đình công ở bệnh viện. câu c. à web nào hả? web từ điển Oxford em. Oxford hay Cambridge. em có bấm Google Oxford Dictionary là nó ra. số bảy có một cái của hành còn số lại ở trong cái uh, tủ lạnh đúng không? kiểu uh, còn một cái cũ hành không em. còn một cái nhưng phải còn hai cái. mình dùng mọi từ ở. tuy nhiên từ khi nó mang nghĩ là một nha là nguyên âm nữa. Anh, onion có một câu hành còn sót lại trong cái tủ lạnh của B. 68, cô ấy là một y tá. À, cô ấy là y tá chứ, cái này là dùng ẩn uh, chứ danh tự chỉ nghề nghiệp nhé. A nurse. Với sau sick là tính từ, có rút đầu tính từ, chỉ lớp người. The sick. Thì con này là câu D. A nurse với the sick. Rồi à, câu 69, so sánh nhất là dùng đờ. Với sau, từ từ nha, mùa hè này xác định chưa mấy em? Mấy em biết là mùa hè của năm nào không? Mùa hè, mùa hè mà tôi uh không còn là học sinh cấp 3 nữa là, là mùa hè năm 1971 là biết mùa hè nào rồi đã xác định rồi thì con này là con xe đời đời nhé con xe the one is season but summer of 1971 câu sau so, có à, câu 70 injured người đang bị thương trời nhắn cái web luôn quá dữ dằn luôn quá ghê gớm tuyệt vời 70 một người đang bị thương hay đề cập lần đầu em ảnh nhé người đâu bị thương thì được trả tới bệnh viện để tới bệnh viện chữa bệnh là một chính rỗng c an instrument was taken to hospital người đàn bị thương được mang tới bệnh viện bảy Japanese ở đây là tên ngôn ngữ nha tên ngôn ngữ thì mình không dùng mẫu từ em không a à. tên ngôn ngữ nó không dùng mẫu từ nhưng mà em phân biệt nha tên ngôn ngữ rồi xíu nữa phân biệt với người nữa chịu quốc tịch đó nó sẽ khác nhau nha cái này ngôn ngữ là rỗng speaks Japanese Mi hai tiểu quốc gia không dùng mẫu từ Nhưng mà về sau tiểu quốc gia này số nhiều Tiêu quốc gia số nhiều thì mình sẽ dùng mẫu từ the Ví dụ the Netherlands The Philippines Thì là the Là rộng với the Nghe con em Visited Canada and the Netherlands Nhìn nước Hà Lan nha The Netherlands 73 đây mình dùng cộng nha On television và at the cinema On television với at the cinema thì câu này là câu uh, A. câu số 74. Uh, rich tính từ, có rút đầu của tính từ, chỉ lớp người nhé. The rich với the poor. Câu C. Chào em. hội thường anh có thấy em bình luận đâu ta? À không, bình luận được có mấy cái à? à. biến mất tiêu. Disappear. Don't see anymore. Câu C. The rich here, the poor. 75 play cộng đờ cộng tay nhạc cụ câu C play the guitar 76 all over the world cái à, gì lo moon và thứ nhất là dùng đờ câu the moon the moon câu 78 à 78 có gì dễ sai em coi kỹ nè good night sleep cái là giấc ngủ ngon đúng không thì mấy em dịch cái câu này sao đây the idea đó cái suy nghĩ là ở đây sleep nè Sleep thật ra là nó có vừa đếm được nó vừa khỏi được mấy em Nghĩa này coi đếm được không? Ý tưởng là Một như ngủ ngon Sẽ chữa lành mọi thứ Là một cái khái niệm hoàn toàn sai đúng không? Tại à, là một chất ngủ ngon đúng không? Ý tưởng là một như ngủ ngon Sẽ chữa bệnh được mọi thứ Chữa lành được mọi thứ Là khái niệm hoàn toàn sai Dùng ờ uh, nha Dùng, uh, Như một giấc ngủ ngon Dùng ờ nhân tử Khi nó mang nghĩa là một Nên là câu B Ờ uh, good night sleep nha Một giấc ngủ ngon Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ Em mong ngày mai có nắng Sư ấm con tim buồn đau tối qua Rồi à, chính luôn Second largest à, Có so sáng nhất là dùng đờ em Câu C The second largest coffee producer 80 Ở đây là danh từ chỉ nghề nghiệp Doctor là dùng ở gần Để ở à, nha. A doctor Anh trai tối đã từng làm việc như là bác sĩ Câu 81 Rồi nãy anh cứ nói với em á thường thường em thấy là có mình đều quan hại là mình sẽ dùng đờ đúng không này nói mấy em rồi có mình đều hại là nhiều bạn cứ nghĩ là dùng đờ nhưng câu này thì mình có dùng được không dùng được không mấy em thường, em nhớ là có mình đều quan hại thì mình sẽ dùng đờ từ từ để kể nha ở đây là mình dịch câu này coi there's có một cái cơ hội tốt mà nó sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này thì đây chính xác nhất là cái nào đây Đây dùng mình sẽ dùng ở à, trung trước nhân tử khi nó mang y là một trước nha mình phải ưu tiên cái đó nhưng mà dịch nè à? there's a good chance có một cái cơ hội tốt là anh ấy sẽ dành chiến thắng nó này thì câu này của b mới đúng nha đó nên mới nói là mấy cái như vậy nè nó cũng tùy trường hợp á nhưng thôi hay là, 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 là bật lên cho mấy em xem này. đây là một cái 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 ví dụ điển hình à, tiktok is Oh my God! Đây, ngày nào mà có coi cái đề nào anh giải đó thì chúng em biết cái này. Như câu này, đây là website của nước ngoài luôn nha. TikTok is a free social media sharing website where users can post short-form videos and text. TikTok là một cái website chia sẻ mạng xã hội miễn phí, nơi người dùng có thể đăng những video ngắn và văn bản. Đây, nếu thấy câu này rõ ràng có mình ủng hệ, nhưng tại sao người nước ngoài người ta vẫn dùng ờ à, đúng không? thấy không đúng không ở đây mặc dù của mình đều hại nè where users can borrow gì đó nhưng người ta vẫn dùng à, thì em mới nói rồi nó là tùy trường hợp ở đây mình sử dụng mà từ ở gần tuy nhiên tự khi nó mang mẹ nghĩ là một cái như tiktok là một website chia sẻ mạng xã hội miễn phí là một cái website hả nơi người dùng cái đăng video ngắn và văn bản, bản. đó thì đây mình sử dụng ở gần tuy nhiên tự khi nó mang ý nghĩa là một nha cái này của b nó sẽ đúng nhất nên em để coi 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 cái dịch dịch nghĩa chỗ này nha, coi kỹ cho anh. Rồi à, câu số câu số 4 hả? Đâu vậy có số 4 đâu. Nói uh, không có chưa hiểu hả? Từ từ cái câu số 4 á thì uh, cái câu này thì là chỉ là bố của Tùng mua chiếc xe đạp thôi cái là bố của Tùng mua chiếc xe đạp thôi Chứ không nói là mua một chiếc xe đạp nha Ở đây cái gì là bố của Tùng mua chiếc xe đạp thôi em mua chiếc xe đạp thôi chứ không phải là mua một chiếc xe đạp kiểu như vậy bố tùng mua chiếc xe đạp mà nãy mua mà nãy muốn cho sinh nhật thì mua chiếc xe đạp thôi kiểu như thường thường, thường anh dịch nghĩa đó thường thường dịch nghĩa đó thường thường ăn dịch nghĩa đó như người uh... ta đọc tới con máy rồi thường thường anh thấy là phải dịch nghĩa ví dụ như cái phần mạo từ cũng vậy nè à là cái phần uh, giấy từ cũng vậy thường em thấy có giới từ đằng sau danh từ á là mình sử dụng uh, đờ đúng không? Ví dụ như là the book on the table is interesting. Từ, từ cái này thì nó cũng giống giống với cái trường hợp mình đều hại nè, nó cũng giống giống trường hợp mình đều hại Thì tại sao ở đây mình dùng uh, đờ là bởi vì mình biết cuốn sách này ở trên bàn đúng không? Cuốn sách này ở trên bàn rất là hay, kiểu như là mình biết là mình đang nói cuốn sách ở đâu rồi, mình biết là cuốn sách này ở đâu là cuốn sách ở trên bàn cái trường hợp với giới tự như vậy nó cũng giống giống mình đều hệ thì anh nói luôn cuốn sách ở trên bàn nè rất là hay là biết cuốn sách ở đâu rồi là trên bàn chứ nó không có nằm dưới đất ở đâu hết nhưng mà một cái ví dụ khác there is a book on the table thì cái câu này nó cũng có giới từ cũng giới từ như vậy luôn nhưng mà ở đây là dùng ở à. em thấy khác không như là ở đây cái này mình dịch là khác nè there is a book có một cuốn sách ở trên bàn nghĩa là có một cuốn sách thôi đó mình dùng ở gần danh tự khi nó mang như là một chỉ một cuốn sách thôi chứ không phải là hai ba cuốn đó đó cái kệ cái em đó hay mặc dù có on the table thì em mà dùng đợt nhưng mà cái này là dùng ở thì kiểu như mình phải dịch nghĩa đó đây mấy em để cũng is nè đây is luôn có một cuốn sách ở trên bàn thì đây dùng ở còn cái này là cái cuốn sách trên bàn nè rất thú vị cái này mình không dịch là một cuốn sách trên bàn thú vị mấy em mà dịch là cuốn sách thôi cuốn sách trên bàn thú vị cái này xác định rồi còn cái này là kiểu nhiều ở ảnh trí nhân tự khi nó mang nghi là một là có một cuốn sách nói chung là thường thường là mấy em phải dịch nghĩa đó nói chung là xíu anh 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 giải anh... mấy câu trong đệ đại học là thấy rõ nha nói chung phải dịch nghĩa nha phải dịch nghĩa mấy em như đây là có một cơ hội tốt rồi tiếp nè câu số 82 mươi à đây bài C, em bằng đường biển á bc bằng đường biển bc với bay e nha bằng đường biển với bằng đường không khí câu số 83 mươi à, đây present, món quà chung là thường thường thì cái này phải áp dụng được á nhưng mà cũng tùy á nhưng mà anh thấy thường thường thì mấy cái ra như câu này thì nó phải anh nghĩ là phải uh, bộ, nếu mà bộ dục mà muốn cho học sinh sai cái dạng này là phải cho tầm cái câu như tám á thì con nó mới dễ sai còn thường thường là anh thấy để thử mấy trường là chỉ ra tầm món này thôi. Hai, đây là món quà, món quà này xác định chưa mấy em? Món quà xác định chưa? Uh, xác định chưa ta? Xác định rồi mấy em, là biết món quà ai tặng không là món quà anh ấy tặng tôi, là biết là anh ấy tặng rồi, thì là quà này xác định rồi nha. Ok. Ở đây nó, nó có lượt bỏ đại tự không hả? Thật là the present that gave me last Sunday câu số 84 mươi thiệt hại này là biết thiệt hại ai gây ra chưa mấy em là thiệt hại chúng tôi gây ra môi trường đúng không là biết thiệt hại do chúng tôi gây ra rồi chứ không phải do người khác gây ra là xác định rồi b the damage anh đã có lực bỏ đại tử hả the damage that we are causing 85 mươi cấu trúc đ cộng tính từ chỉ lớp người nha mấy em câu a đi early người già Rly là tiếng từ á là tiếng từ Rly ở đây, đây là tiếng từ Giống như O quá Mà lịch sử hả Đi Rly với đi O câu số 86 Equal rights and opportunities Quyền lợi và cơ hội bình đẳng Quyền lợi và cơ hội bình đẳng Thì đây là danh từ số nhiều Danh từ số nhiều nếu mà nói chung chung là rỗng Còn xác định rồi thì dùng đờ Đây quyền lợi và cơ hội bình đẳng Nói chung chung đúng không Là dùng đờ nhé equal and opportunities những quyền lợi và cơ hội bình đẳng à, phụ nữ và những cô gái phải có quyền lợi với cơ hội bình đẳng kiểu kiểu vậy nói chung chung thôi câu 87 và câu 87 thì nó khác khác câu uh, ở đằng trên một xíu à, anh có nói là tên ngôn ngữ là mấy em dùng uh, rộng đúng không ví dụ speak I can speak Japanese I can speak Chinese thì đó đó là dùng rộng nhưng mà ở đây ở đây nếu mà dịch ngôn ngữ tiếng Nhật à Tôi cảm thấy ngôn ngữ tiếng Nhật rất là thân thiện Nghe kỳ kỳ đúng không Nghe kỳ kỳ đúng không Ở đây là phải là chỉ người đúng không Em, em nhớ là có trúc đờ Cộng tiếng tự Chỉ một lớp người nha đờ cộng tiếng tự Chỉ lớp người Đây là Japanese sẽ đây là tính tự The Japanese là tính tự Đ Japanese nha Là chỉ người Nhật Ví dụ The Vietnamese Are friendly too Người Việt Nam cũng hiện luôn Nè à, cô B the Germanies à, nãy giờ hay buông đậu tiêu à, 88 play cộng đờ cộng tay nhạc cụ là câu d play the guitar 89 à, mấy em nhớ nhanh nè animal of thì nhớ là anh mình có cộng là anh a of something một cái lượng gì đó anh a of something anh a of something một cái lượng gì đó enormous bắt đầu bằng nguyên âm y à, nguyên âm là câu c chứ anh enormous amount of, of text data. ChatGPT là đào tạo trên lượng lớn dữ liệu văn bản á, là câu C. Tới 90. À, 90 thì đây là chỉ ngôn ngữ hay là chỉ người đây? Đây là giống câu trên mấy em, Đờ nha. The Japanese là người Nhật có tuổi dự kiến rất là cao. Đây câu C. À, câu 91. 91 dùng cái gì đây? À, từ từ nha, em coi kỹ nè. Theo quy tắc của trò chơi này, không người chơi nào ngoại trừ của môn coi chạm trái banh với hai tay thì đây mấy em coi bon xác định chưa Mình biết trái bon này là trái banh nhỉ? trái banh trái banh này là ở trong trò chơi gì chứ mấy em trong trò chơi nào trong bóng rổ bóng chuyền bóng bầu dục biết chưa biết rồi là đây nè according to the rule of this game là biết trong trò chơi nào là biết là ở trong trò chơi nào đó à, bon này xác định rồi mấy em câu a nha cho bon thì câu này là câu a Câu 92 Chinese ở đây là Dùng gì mấy em Ở đây là ngôn ngữ hay dĩ người đi Một vài người tin là tiếng Trung là một ngôn ngữ dễ dàng để học Đây là à, Ngôn ngữ là rộng nha Tiếng Trung không em Chinese nha Thì coi này là của B Đây không dùng là người Trung Quốc nha Thứ ba idiom này là at home thôi Ở nhà Câu B At home Câu số 94 The concert của hòa nhạc dự đoán là hút rất nhiều khán giả vì bạn nên đặt vé trước In advance là trước mấy em coi coi ở đây uh, tickets này xác định chưa mấy em có biết là vé này là vé xem phim Hay là vé xem kịch Hay là vé xem hòa nhạc Hay là vé vé uh, Một vé quay, quay về tuổi thơ Nói <laughs> chung là biết vé này là vé, 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 đi đâu chưa Là biết rồi mấy em Là vé đi concert này nè À concert của Đen Vô Hay là của Sơn Tùng mtb gì đó đã biết rồi Là biết vé của concert này rồi mấy em Là xác định rồi là con C để tickets về bạn nên đặt vé trước là vé của con sợ nữa 95 xó nhất là dùng đỡ em con C Ôi trời ơi nữa hả What the heck nó vẫn bị đứng nữa Hết rồi gần ngày thi hai ngày liên tiếp luôn hả ta lạ vậy ôi sốc vậy trời <laughs> Trời ơi, kêu em quá <laughs> Trời ơi, còn mấy ngày thôi mà cái laptop này nó dễ chứng ồ anh không hiểu luôn tại sao vậy tự nhiên gần ngày thi nó bị gì Cây thiệt thôi ôi ủa sao tại sao nó bị hai ngày liên hết rồi là do cái máy hả tám giờ năm mươi sáu tức cái mình thiệt chứ Trời ơi nó cay Trời ơi mấy ngày nữa mà cô không cho yên nữa Thức ghê á Ủa được chưa ta? Sao vậy trời ơi Mấy ngày nữa mà cũng cho yên nữa Nó chưa ta Nó chưa vậy mấy em Ừ ờ, rồi anh muốn Anh tức quá rồi mấy ngày nữa laptop nó cũng không bình thường nữa được OK tiếp nhau em. Trời ơi. Ở trên YouTube em em không thấy bị đứng hả? À tại vì hình như là Ồ, mà em có coi, mà em, em có coi cái hút mà nó bị đứng không? Kiểu uh... Hiểu sao ta? Anh có quay, uh, uh, anh quay, anh dùng cái OBS anh có ghi lại màn hình á? Hình như là nó chỉ đứng trên uh livestream thôi còn video lưu lại thì nó không bị đứng thì phải kiểu như là cái lưu lại là nó dùng upline vẫn được á chỉ có cái livestream trên facebook nó bị đứng à ok giờ hơi tiếp nha à có hai mươi luôn hả quá tuyệt vời <laughs> đọc tới đâu rồi trời câu 95 là câu xa à, son nhất dùng đờ nha 94 là biết tickets này vé là biết vé đâu rồi là vé của concert là vé của hòa nhạc á chứ không phải vé của vở kịch hay là vé của bé đi xem phim 96 Developing countries là những quốc gia đang phát triển Developing countries Những quốc gia đang phát triển Thì đây là Đang nói nhanh là danh từ số nhiều em Countries Danh từ là số nhiều Danh từ số nhiều nói chung chung Rộng nha Cô B Kiểu như uh, Sau 4 640 người phụ nữ Illiterate hả? Không có khả năng đọc viết Không hết ờ, ở những quốc gia Đang phát triển nói chung chung câu 97 influencer nhân từ không được là bệnh cúm nhân từ không được này nói chung chung em rộng nha An Outbreak of Influencer sự bùng phát dịch cúm thì con này là câu B giveaway suốt ngày cứu giveaway laptop này rẻ à có nhiều tiền đâu mà giveaway giờ bán chắc được uh, mấy chục ngàn 98 scriptwriter và secretary là danh từ chỉ uh, nghề nghiệp mấy em. Danh từ chỉ nghề nghiệp. hay là R uh, hết nha. A uh, script writer và a uh, secretary chỉ nghề nghiệp. 99 danh từ này là vật thể nhất. Vật thể nhất đờ nha. The moon, the sky, the earth. Thì câu này là câu uh, C. Câu 100 rồi đà luôn. The United States, từ nước gia và có state kingdom đó là câu A câu số uh, 101 à, uh, biggest issue so sánh nhất là dùng đờ là câu c câu số 102 em nhớ cho anh là mình dùng in in the cộng với thập niên nha in cộng đờ của thập niên in cộng đờ cộng thập niên thì câu này là câu a uh, am câu a nha in the 1920 in the 1920s cho đây hai xơi sos 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 từ từ câu này hình như anh có giải trong đời nào rồi trong đời đề điều quản xương một đúng không ta rồi chạy là, nghe là biết là chưa làm đều quản xương một rồi đều quản xương một có một câu như vậy luôn nhưng mà nó khó hơn câu này đều quản xương một em giải rồi nha một trong lễ ba in most developed countries trong hầu hết những quốc gia phát triển hơn năm mươi dân số Mấy em để dân số này là xác định chưa mình cứ biết là dân số ở nước nào chưa dân số ở việt nam hay là dân số ở những quốc gia phát triển dân số ở, ở những quốc gia đang phát triển hay là những quốc gia kém phát triển lại biết rồi đúng không đây là dân số ở hầu hết những quốc gia phát triển đã à, xác định rồi thì con này là câu a the, the population là năm mươi dân số ở những quốc gia này đó những quốc gia phát triển trong lại tư ở women là phụ nữ ai biết phụ nữ này làm gì chưa biết rồi who set up the first women's refugees in the uk là những người phụ nữ thành lập cái gì đó trại tị nạn nha Thì là đợi nha Xác định rồi Đợi em Ok Đợi tiếp nha Nghe mình khôi Chẳng nghe mình khôi Đề hay hả Mới làm hả Đề đó làm mình cũng hơi nhức đầu à Từ đây năm À, tên quốc gia số nhiều dùng đợi em, quốc gia số nhiều dùng đợi nhá câu uh, D. In the Philippines là câu uh, D. À, tiếp nha, câu số 106, số, số tự là dùng đờ số tự first, second, third là câu C, đờ. Câu số 107, 30... để, để nha, lần đầu, đầu tiên là tiên của chúng ta nên xác định một cái nhu cầu cụ thể trong cộng đồng, và sau đó tiến hành dự án để giải quyết cái nhu cầu đó. Thì need ở đây là đề cập lần đầu đúng không? Là đề cập trước rồi, một cái nhu cầu cụ thể, thì đề cập trước đó rồi, thì chỗ này mình dùng đờ thôi, xác định rồi là biết nhu cầu nào rồi là câu D câu số uh, 38 lay cộng đợt theo cụ là câu A lay đợt piano em lại chín con này không như hôm qua anh mới sửa hay là ở đâu quá quên tiêu rồi như mới sửa em ở những thành phố lớn thành phố lớn này nhân từ số nhiều nói chung chung là rỗng còn xác định rồi dùng đờ nói chung chung nha in big cities ở những thành phố lớn như là hà nội và bắc kinh hà nội và bắc kinh ở <laughs> à đây hai ví dụ như là Hà Nội Bắc Kinh là đang đề cập ra ví dụ thôi nha chứ vẫn chưa xác định biết series em này mà nói chung chung mà rộng 110 play cộng đờ theo cụ play the guitar câu số 111 informality cái tính thân mật đây là danh từ khó em được nói chung chung nha rộng em informality is appreciated tính thân mật thì rất là trân trọng là câu D câu số 112 rồi em nhớ dành cái này <laughs> nhớ là ở number of cộng nhân từ số nhiều động từ sẽ chia số nhiều nhé còn đời number của nhân từ số nhiều động từ chia số ít ở đây World swimming for số nhiều thì đây dùng ở a number of nha a number of boys đang uh, tắm bằng con cái hồ gì đó ở à, nhà em vậy tiếng luôn nha câu số 113 cô ấy cần một cái điện thoại mới bởi vì điện thoại cũ bị hư như đây là cần một cái điện thoại mới Như ở ờ thôi một cái các em nhiều ở ờ, anh trí anh tử khi nó mang như là một câu d dạ tiếp luôn nha 114 tôi mua một cái áo mới ngày hôm qua rất là đẹp một cái áo thôi nha mấy em câu d ở new shirt rồi dạ, tiếp luôn câu số 115 nhớ là có số tự first second third hoặc là next last Only, dùng em? Câu b, the only person. You are the only person that I can trust. Anh là người nhất mà em có thể tin tưởng. Vì kể vậy đó. Do are là only one. Ai à, câu số 16 chúng tôi cần một ngôi nhà để sống khi chúng tôi ở London là cần một ngôi nhà thôi. Dù ở ảnh trước danh tự khi nó mới nghĩa là một ở house. khi nào anh chữa cả dạng từ vận hành ngữ từ thành ngữ thì anh nói thiệt là những phần idiom là dành cho những bạn mục tiêu 10 nha chứ không mục tiêu 10 thì anh nghĩ đừng có tốn thời gian học idiom làm gì bởi vì câu đó là hạn chế đi 10 khi nào em lạ làm đề em tầm 98 96 10 rồi hãy học idiom chứ cái đó là học nó tốn thời gian lắm chưa chắc nó trúng nữa đấy thành dài dành thời gian học từ vẫn hợp lý hơn á để mình còn làm bài đọc chứ idiom là chỉ là dành cho mấy bạn một tiêu 10 thôi năm trăm mười bạn có cho tôi mượn thêm được không tôi đã tiêu hết số tiền bạn cho tôi ngày hôm qua anh em biết tiền này là, là là ai đưa chưa tiền này ai mượn chưa bạn mình đưa hay là mẹ mình đưa là bạn mình đưa đúng không you gave me là xác định rồi nhé không em đờ the money you gave me yesterday I spent The money that you gave me yesterday 118 Cuốn sách này xác định chưa mấy em Có rồi nè Cuốn sách này ai mua Anh ấy mua đúng không Xác định rồi mình xem The book which he bought yesterday Cuốn sách À tư vấn ha nói tư vấn thì uh, Anh như bây giờ anh cũng uh, Lo anh uh, Để đề để. Để, để cũng hơi tốn thời gian ở trang chín và qua mấy câu bên uh, đề minh họa với đề chính thức của uh, bổ dục nha minh họa đề chính thức bổ dục ở đây có đề uh, number để đã có nói đằng trên rồi đó number ở đây dùng cái gì đây em nhớ là ở number of, cộng động từ số nhiều còn đời number bờ là cộng động từ số ít nha thì đây để nè number men là đây là are willing đúng không? a a a a à, là số nhiều thì chủ ngữ phải là chủ ngữ là gì em chủ ngữ sẽ là a đúng không a number of a number of nhưng mà để ý, increasing bắt đầu bằng nguyên âm y e increasing bắt đầu nguyên âm thì phải dùng an hàng câu b nha, an increasing number of men thì câu này là câu b trái là ngày càng nhiều người đàn ông sẵn lòng chia sẻ việc nhà với vợ câu b câu 120. invention Mấy em coi phát minh này là biết phát minh gì chưa em phát minh này là phát minh cái điện thoại iPhone hay là phát minh điện thoại Samsung hay là phát minh cái tủ lạnh biết chưa à, biết rồi đây invention of labor saving devices là phát minh thiết bị tiết kiệm số lao động là biết phát minh này là phát minh gì rồi thử biết này phát minh gì rồi không xa nha xin rồi em khó quá à, hát hả hát bài gì vậy một con vịt sẽ ra hai cái cánh nó kêu rằng cắp cắp cáp cạp 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 năm hai mươi mốt dùng cái gì đây first our team should identify đầu tiên tiên của chúng ta nên xác định A need ở đây là danh từ đúng được suốt ở đây mình sẽ dùng mạo tự ở vẫn trước như danh từ khi nó mang nghĩa là một nha câu a a specific need một cái nhu cầu cụ thể <laughs> nhưng mà trước như danh từ khi nó mang nghĩa là một nhờ xác định một cái nhu cầu cụ thể trong cộng đồng á, sẽ tiến hành án để giải với nhu cầu đó. Rồi à, tiếp nha. coi trong 22. Money là danh từ. À đây chính thức nó 2017, em. Mình đi là người bạn em. Money danh từ không được. Danh từ không được thì nói chung chung là rỗng. Còn xác định rồi dùng đờ. Hay là ngay nhiên nhà đầu tư đổ, đổ tiền vào những startup thức ăn và đồ uống đúng không? Là danh từ này nói chung chung nha, rỗng em. Mình chưa biết tiền tiền ở đâu hết. Là đổ tiền vào những mấy doanh nghiệp startup thôi. Câu D, rỗng. ba Ở đây live thì nhân từ không được. Cuộc sống này là nói chung chung luôn nha. Rộng em câu Thì mấy cái thiết bị này làm cho cuộc sống dễ hơn rất là nhiều. Câu C. Help make life much easier. Câu 124, nature là tự nhiên. Ở đây nhân từ không được. Nói chung chung luôn ha. Rỗng, câu D. Close to nature. Câu 25 cái này danh từ không được nói chung chung luôn rỗng câu c cái chữ đề nào hả chi vậy cái gì mai trưa anh đăng cho mai chữa đề chính thức của bộ dục được không anh là trộm đề thi tiết lộ mấy em biết tối nay đi trộm đề <laughs> giỡn rồi nha câu số sáu minh họa ngày 19 around the world em around the world nha là cô d around the world khắp thế giới câu uh, 127 9 tháng 29 à, từ bốn câu này là xóa nhất hết dụng đỡ nhé em xóa nhất dụng đỡ nha the most beautiful song như đỡ luôn gì yeah. chắc xóa like là sao sao phải xóa lưng lưng tôi kích lưng tôi kích nghe giống giống cái tôi kích của ta cho con nào nó hả được qua Conan kudo shinichi ranmuri gì đúng không hồi à, ơi tôi thơ của anh coi ra vào bóng hai họa ngày 2020 giọng anh nghe kute hả giọng anh đang nói hả hay là giọng nào em Hương số 131 Sinh Sinh là danh từ à, uh... à, Cái này là vật thể duy nhất Dùng đờ nha Ô đê Đợi Sinh the moon the, the earth gì đó 132 à, uh, Last Rồi uh, có co... này chính thức 2020 đúng không ta à, Đúng rồi uh, Last Ở uh, đây em nhớ có sơ tự First, second, third à, uh, Next, last, only Là dùng đờ Câu C The last person Rồi à, Cái này giống gì luôn Đợi luôn nè cham ba 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 và là đều luôn số tự dẻo ha 20 phần này dễ ha nhưng mà coi hai thì đọc hiểu không chi chắc dễ nha năm hai đọc hiểu chưa chắc dễ ăn đâu rồi trăm hai sáu là mình dùng trúc là của tính từ chỉ lớp người mấy em đều tính từ chỉ lớp người à đại dân đại dân nha đại dân cái gì nữa chia sẻ câu chuyện tình trường Giáo <laughs> diện tình trường đó à, Anh thất bại trong tình yêu quá nhiều <laughs> được rồi nha Đời dân, người trẻ cần phải được chuẩn bị tốt Rồi, à, của bảy Nên là đời luôn em Đời đến từ chỉ lúc người luôn nha Đời disabled, người khí tập Homeless, đời đến từ chỉ lúc người luôn The homeless Người gia cư Rồi, à, luôn nè, the poor Rồi, à, 140 thì đây là books là danh từ số nhiều danh tự số nhiều này là nói uh... à, minh họa năm nay của mấy em đúng không danh từ số nhiều nói chung chung là rộng nha còn xác định của hải, Mình đem vị trí dùng đầu à, sở của tôi là đọc sách sở của tôi là đọc sách sở của tôi là đọc sách thì ở đây là sách nói chung chung với mấy em rộng nha khi nào nó là ví dụ the books on the table are interesting thì nó không dùng đờ còn cái này sách nói chung chung em phải đọc sách thôi khi nào khi nào là, the books on the table the books on the are amazing anh nói giọng trầm hả ủa chứ cái giọng anh đang nói không trầm hả cái giọng anh đang nói không trầm được hả giọng anh là chưa trầm hả ta à, đủ không ta giọng à, này chưa trầm hả? à Phát mắt chỗ nào mấy em giọng trầm giọng trầm giống, giống ai ta giống khoa vương hả hay là ai đó anh ấy tức tốc lâu lâu có mấy người rồi líp líp nó giọng á Rồi ổn nè Đó, Hỏi anh gì không không thì có tiktok thì nó <laughs> lên xu hướng thì anh thấy thôi chứ anh có biết gì đâu cái gì mà gì đây Ôi, anh có lâu quá anh quên mất tiêu rồi gì em có thích ăn vải không rồi nhai ngồm ngòm gì đó <laughs> ok rồi à, về yeah, được nha ổn không thắc mắc gì không Nào, tập nói giọng trồng hả ờ à, em ăn cơm trưa à đúng rồi giọng trồng nè em ăn cơm trưa Em ăn cơm với cái gì? Em ăn ngon không? Kiểu kêu dễ hả? Hình như là tôi chịu kêu quả kêu hư phải không? dễ à, hả? Hình như là chịu kêu quả kêu hư phải không? Không học hành chăm chỉ thì tối nay phạt nhé. buổi đầu học nghe cuốn nha anh đúng vậy em đang hay nhầm quá tuyệt vời luôn ha 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 được đó em cứ tiếp tục phát huy nhé <cười> buồn cười quá anh ơi ha 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 Ok, thế thì sau này anh lại stream anh nói cái giọng này nhé. ha ha ha. ha. Ok hai đời nha ở live stream nếu hơi lâu rồi, mà còn đăng youtube mấy bạn nói like xong lâu rồi mà cứ nói thầm xàm à, không học được thì anh phải nuôi à? ok được luôn anh nuôi hết cứ là thì cứ thì hết sức đi có gì anh nuôi hết nhé cứ học cứ thi hết mình Ok, thôi được rồi nhé các em. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Chúng ta nên tiếp tục học môn khác thi. Ok, hỏi buổi bạc kem em nha. Bye bye nha. Bye bye nha. Bye bye nha. Ok, cố lên nha mấy em <laughs> Tạm biệt, tạm biệt See you again See you again